mọi người với mình đi ra vườn hái cốc non nha. Đi thôi. Bà qua cái mương này nha. Chân gà mình luộc chừng 5-7 phút là được à. Ú à, thấy chùm cốc thấy ghê chưa cả nhà. Coi chùm cốc nè. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Dưới đây một chùm nữa đây. Trời ơi trời ơi trời, con gì vậy? Cả nhà thấy chùm cốc này ok không? Ok thì mình hái nha. Trời ơi, cái cây cốc này á, nó xệ không còn gì để nói luôn cả nhà ơi. Tất nhiên rồi nó gãy rồi á. Mà nó già quá à, không hái nha. Hay là hái chùm này đây, bây giờ nhiều chùm cốc quá không biết hái chùm nào hết trơn. Chùm này da nó hơi xấu xấu nè, thôi mình hái đi để cái chùm da đẹp mình bán nha. Wow. Hái thêm một chùm ở đây nữa đi cả nhà ơi. Đó, được hai chùm. Bay qua mương. Yeah, hái thêm một chùm nhỏ nữa nha. Mình nghĩ nhiêu đây là trộn đủ 1 kg chân gà của mình rồi đó. Trời ơi, cái tàu dừa này nó rớt hồi nào vậy ta? Trời ơi, ba cái cốc này chắc nó ngọt dữ lắm á. Coi vậy chứ nó già dữ à. Chân gà này cũng nhiều mỡ phết luôn. Cả nhà coi em luộc nó ra mỡ vàng vàng luôn nè. Khá là nhiều mỡ luôn á nha. Giờ mình sẽ sắc xả nè, sắc ớt nè, bầm tỏi đặng một chút mình sẽ làm nước sốt nha cả nhà. Nhìn mấy cái chấm đen đen là tắt đó mọi người. Mấy cái trái xanh xanh này đều là tắt hết đó. Nhà coi mấy cái chân gà béo nút luôn nè. Hồi sáng này mình mới mua ngoài chợ 100.000 ký á. Bột chung với gừng với xả này nè cả nhà biết sao không? Cho nó thơm nè, nó khử cái mùi của chân gà nè. Có gừng vô nữa, ăn cho nó ngon nha. Lâu lắm rồi mình không làm. Hôm nay mình quất làm 1 kg chân gà luôn. Ăn cho bể cái bụng luôn, ăn cho đã cái nư nha cả nhà yêu. Giờ mình sẽ bỏ dầu vô để phi tỏi nha. Cho tỏi vô, xả vô. Sẽ cho vô đây là tầm 5 muỗng tương ớt. Đây là 5 muỗng đường. Nửa muỗng bột ngọt. 5 muỗng nước mắm. Là 2 muỗng ớt bột nữa nha cả nhà. Cho vô đây là nửa chén nước. Đặc biệt á, ai mà có nước cốt me thì thêm vô đây 2 muỗng nước cốt me. Còn không á, mọi người vắt tắt, vắt chanh vô cũng được giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ nấu cái này lên cho nó kẹo lại. Rồi đó mọi người thấy nó sôi như vậy là được rồi đó, mình sẽ tắt bếp nha. Theo em nghĩ cái nước sốt này nè, mình không có trộn chân gà, mình trộn chung với mì á, mình thấy ăn cũng ngon á. Em nêm thấy chua chua mặn mặn ngọt ngọt bá cháy lắm á nha. Hoặc là mình trộn cốc trộn xoài gì nó cũng xịn sò con bò Okila luôn á. Mọi người nặng tắt vô cũng được nữa. Hay tắt ra nước là một chút nó còn chua nữa. Đó. Cái hộp nó cũng muốn già luôn rồi đó cả nhà. Chẻ ra làm đôi hoặc là chẻ ra làm bốn giống như vậy nè. Mấy trái nhỏ quá thì sẽ chẻ ra làm đôi.
Thì mình cũng đã có đầy đủ hết nguyên liệu rồi. Cốc nè. Cái này là ớt với lại sả với lại tắc hành phi nha. Rồi bây giờ thì sẽ đổ chân gà ra thôi cả nhà yêu ơi. Nước sốt vô trước. Bây giờ mình sẽ cho hết ớt, sả, tắc, hành phi vô luôn nha. Đấy, con cái này vô là thấy nó thơm rồi đó nha. Thấy nó ngon rồi đó. Thấy mà lem rồi đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho cốc vô. Trời ơi là trời, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Mồ hôi nó thấm vô chân gà hết rồi mọi người. Nó thấm vô hết trơn rồi. Em làm tới đây em thèm, em chảy nước miếng luôn. Trộn lên cái thấy màu lem liền. Ăn thử miếng cốc coi vừa ăn chưa nha. Quá là ngon rồi. Mới có ăn thử thôi mà nó ngon cỡ đó. Quá ngon à. Đâm liền chén quất. Chào cả nhà, các bạn con cháu nước ngoài nước. Hôm nay một như cô nó làm xong cái mâm cốc thái sốt chân gà rồi. Cô bằng cỏ cho ảnh nó lên rước cô xuống dùng nè. Giờ cô mời các bạn các con cháu dùng với cô với Như nha. Mời mọi người cùng ăn nguyên mâm cốc thái sốt chân gà chung với mình với mẹ nha. Hai bà vô, hai bà uống. Thơm quá, thơm mùi nho quá. Đúng đối Việt Nam. Bóc đi, bình bóc mình chấm đi. Con có đem cuộn khăn giấy cho mẹ nè. Con gà mập con mê quá. Mời các bạn con cháu trong nước nước hôm nay ăn chân gà sốt thái cốc cốc non nha. Quá mặn quá. Cay. Ngon hả? Đi reo vậy vậy. Đi reo vợ dẻo dẻo dần rồi. Rụt vào trống cho bò. Mẹ. Cái này mình phải làm một xị rượu hả mẹ? Ừ. Xị rượu luôn. Lít rượu luôn. Mà thấy này làm nước sốt ngon.
Có cái này thì nguyên xương chi à? Sót hả? Quên. Trời ơi, mát ra mà. Giường cô giờ ngồi chỗ nào cũng mát. Có trưa rồi, hơi nắng thôi. Ngồi kế view cây cốc. Đây. Ê. Cốc thái rồi các bạn, nhỏ nhỏ cái trái thôi. Không dám đụng luôn á. Nó nặng quá. Quần quại luôn. Đụng lại dở. Dai hả mẹ? Ừ. Thấy được chút nữa hả? Hả? Ăn được nó mềm dữ lắm rồi á. Ngâm đá hả? Không biết ngâm đá. Ăn rớt cho hao nước lạnh thôi à. Chứ ngâm nước đá lại cứng như lúc ban đầu luôn á. Giòn, mềm mà giòn. Quá đã. Bữa nay chân gà mắc mẹ. Nhiều. 100 ngàn ký mẹ. Bữa mua có 80 ngàn mẹ. Ngồi ngay cây cốc thái ăn luôn. Dòm cây cốc dòm vô mâm chân gà ăn rất ngon các bạn. Nhưng mà cốc này nó không có chua. Thế nào? Thái không chua. Nó chua chút nào á. Mấy đó chín ăn như đường á. Cốc này nó nhỏ rồi thôi chứ nó già rồi. Nó không phải cốc ngon. Coi mấy này cứ ăn nó già rồi. Nó hộp nó cứ nhấp à. Không phải cốc ngon nha. Nếu bán phải hái non hơn. Ừ, non chua lè. Chua tập thì phải. Thì sẽ thích ăn hơn. Còn cái này nó có vị ngọt à. Con gà này nó dẻo dẻo dai dai sao á. Chân gà này chắc người ta nuôi á. Người ta nạp để nó trên cao á. Ha mẹ ha. Luộc về ăn giòn rồi. Dẻo dai nữa. Nếu như mà để trong tủ lạnh là cứng lại đó nha. Nghe mẹ. Để ngoài đi nó lạnh kìa. Để ngoài cho nó thấm tối như dễ ăn. Để thao đậy lại. Hồi đó là không biết ăn chân gà, cái chục biết ăn là cái ghiền ha. Bồn mình nơi ăn xương đá hả bồn? Cho nó ăn cái chân gà nha mẹ. Cho nó cái chân gà mập nha. Ăn đi. Ủa cái chân gà nguyên không mà. Thích ăn xương nãy giờ quen. Rồi dẹp bà dẹp miếng xương rồi. Trời ơi tha đi đâu vậy, đi ngồi đó ăn đi. Tha đi đâu hả? Ngồi đó đi, ai dành cho con. Ngồi đó ăn đi. Đem đi giấu hay gì á. Còn mấy cái nó bị tét bét luôn nè. Con cũng luộc dữ lắm chứ bọn không luộc đâu mẹ. Banh xác hết luôn á. Lâu ăn ngon quá ha mẹ. Ngon quá không nói gì nhờ. Ngày ông này ăn chân gà no luôn. Chẳng nói vậy. Ngồi ngoài giường thì mát quá ha. Mốt bằng cỏ để cái góc này làm bếp rau. Bạn thấy vừa mía không? Luồn lên cây bưởi nó dãy mà ngang mà cũng sống. Không thấy được. Không lấy hết khung hình rồi.
chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Muối ớt siêu cay ngon các bạn ơi. Nè, mời các bạn nha. Cắn ngay cục ớt. Trúng ớt cà dữ à. Con chân gà ngon phải cắn dữ. Dễ dễ giòn giòn dễ dễ. Nè, mời mọi người một cái chân gà siêu to khổng lồ. Ngon quá mẹ ơi. Ngon ha. Mình thấy con lột không có hôi tanh vậy ha. Lột xả gừng. Đúng rồi. Gừng lột lỗ á, thấy không? Thả gừng giấm. Bột nêm này vô. Dạ. Kỹ vậy thôi. Cái này mình xuyên nè. Mình rút xương. Ha. Thôi ào rút. Ê ăn. Gì mẹ? Cay. Mày làm mất cửa. Cay gắt gỗ. Tết lô bô quá, còn clip cỏ này chưa măng các bạn. Giờ cô bắt đầu măng cho sạch luôn. Còn cỏ trên vườn rau, còn xạ rau lại ăn. Xong rồi măng cái clip này. Măng từ từ cũng hết. Vô. 2, 3 vô, 2, 3 ô. Vị nho chua chua, chân gà dẻo dẻo dai dai giòn giòn, ăn ớt ớt chứ không suốt mới thuốc nên cắt tóc các bạn, ăn gừng các bạn. Mình con gái cô nó làm thôi, cô mất bằng cỏ mình nó làm gia vị ăn rất ngon các bạn ơi. Giờ cũng tạm dừng thôi để dành cho cháu cưng của cô miếng là Di á, Kim Cương đó các bạn. Ok, nếu các bạn yêu thích gia đình mình thì đừng quên để lại cho gia đình mình một like. Nếu các bạn muốn hai mẹ con mình làm món gì thì hãy comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye, yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye. Bye.